Hello, xin chào tất cả mọi người đâu đây, kênh Thanh Nhã TV nha mọi người. Mình là Nhã đây. Thì nãy giờ mọi người biết là mình nấp trong toilet này bao nhiêu tiếng nha mọi người. Mình trong toilet 1 tiếng rưỡi rồi đó mọi người. What the hell. Tới cái lúc mà chú Khánh với mấy đứa đi làm từ thiện về, tới cái lúc đang ăn cơm mới luôn mọi người. Tới lúc đang ăn cơm luôn là mấy nó dọn chén dọn bọng rồi. Lúc vừa gần về á là điện hỏi mình rồi, hỏi mình là ở nhà có đồ ăn không, về ăn cơm đói bụng quá. Nói ok về đi, có đồ ăn, có hết. Về ăn cơm liền mọi người, cho nên là mình nấp trong toilet này từ lúc về tới giờ luôn. Đây. Thấy đây là gì không? Đó là cái lau Bluetooth nha mọi người. Thật mình đóng cái này lại. Mình phải nói chuyện nhỏ nhỏ mà được. Đang ăn cơm xét bên vách mà mọi người. Cái đó là cái lau Bluetooth. Thì bây giờ mình sẽ có một cái màn tròn dành cho Nguyên Tem ngoái. Đang ăn cơm, mình làm gì mọi người đón xem video nha mọi người. Bảo đảm rất là hay luôn nha mọi người. Ok, để mình kiếm chỗ mình để cái máy điện thoại này. Được. Bên trong lúc này nhiều ăn. Giúp bà tỷ đồ béo nè. Cái mớ ngon. Ngon quá. Chị cũng la nữa.
mất nết quá nha mày, để tóc tóc. Bố ta cơ mùa đây mày mất vậy. Hả? Chậm chá chậm chén luôn luôn á. Lát vô mày. Đang cơm ngon nghe ha, hết ăn nổi. Ông cảm đi, ông cảm đi. Còn gì mà cái bậy nữa. Hôm qua mấy anh có tiếng trộn, ăn ba cái này kia nó nhiều lắm. Bữa nay cơm định định cho nhỏ thôi. Ủa sao tôi biết được? Gẹt đúng rồi. Đó là ăn gạt xong rồi đó, chi mới dọn ra được chứ là gì sao bán. Trời ơi. Nó. Nó. Má, tự làm lấy giật mình luôn vậy? Má, tự làm lấy giật mình luôn vậy? Thông cảm đi. Thôi mà sao mà gỡ cái con muốn dậy nhà luôn á. Đúng rồi, con cũng kết rồi. Cái con cũng kết kìa, biểu ơi. Cái gì? Đừng tắt đèn. Mày để ra mẹ ơi. Chỗ đi, mày đưa cái khổ với chị. Đó, mất hết như ta chỗ ta ăn uống mà vô đó ta hiểm, mày thức hết rồi. Dặn kìa, dặn kìa, dặn kìa. Quay đi luôn rồi. Đi luôn rồi. Để lòng lao cái đó này. Mày đem cái lòng lao xuống lao. Thằng này nó mới bắt nếp gì vừa thân mày cũng bị tính bóng. Chỗ này ra một đống chân 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 chân. Hỏi của ai nè? Cái nước rồi. Hỏi của ai nè? Trời đất ơi, khủng luôn á. Trời ơi, người gì mà được giữ gì cả. Tử khủng bố không vậy? Chết bà thờ cái bồn cầu luôn. Nó đánh bơm thì chết chẳng lại. Ê, cái chồng bà thờ bể bồn cầu luôn á nha. Bể đầu lao đây, cái đầu lao đây. Ừ, nè. Thằng con lẹ ra đây đi mày. Thằng đó nó mất nết, thánh thần luôn á trời. Mai mất nết còn nó luôn á. Ở mấy đầu lao kia, lao lao đó, rồi hồi giặt hay vậy, đầu lao kìa. Đưa lên chậu hết cái thời à, chết mẹ ơi. Má mày địch nỉ quần luôn miệng mội. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Ê, 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 bay ơi. Chị em con. Ê. Dạ. Thằng này để vô cái tủ hả, tao lấy tao cái quần ơi. Làm gì? Tao mới bận quần vô, tao nó để xong bận quần vô, nó địch cái tay cao quần nó là. Má, mày bị chim chỉ như trời. Lấy mở cái quần ơi. Giờ giữa thôi nha mội. Chết luôn rồi, chết luôn rồi. Dạ. Lấy cái quần. Lấy cái quần rồi. Em đi xong rồi em kéo quần lên, em chưa kịp ấy nữa là nó cái bạn kia nữa rồi. À, biết đâu bữa giờ sạch. Hết quần rồi, còn cái quần dài nào đi. Còn ta uống rồi đó. Mẹ. Mẹ rồi, mày tống cái này có giỡn quá. Mẹ. Bẻ cứ không kêu ta vô dạo đi. Dễ thương quá. Mày chó này mớ cái gì. Rồi cảm ơn nha. Ờ. Để tắm cái. Để đi cho tao tắm đây. Đúng rồi đó. Đúng không? Kêu giặt cái quần ngay dục vô nguyên đống đồ mà húi luôn á. Trời ơi. Trời ơi. Thấy mẹ rồi. Trời ơi. Ê ê ê. Ê. Mẹ ơi. Lấy cái quần đó ơi. Lấy em cái quần đó được. Mày hư quá mẹ, mỏi gỡ đây. Mới hai quần cái nó ra nữa rồi, không biết sao luôn á. Cái chợ đang cắt cái quần xài cho nó, cái chợ cái đây nha. Chợ cái bạn trên đó. Hả? Đó biết nó hư dữ ta. Nó làm có vợ, có con mà còn hư vậy á. Rồi rồi, đây hai cái quần cái ra liền. Tôi con có xịt. Đây hai quần cái ra liền. Ê! Trời ơi! Chết mẹ ơi! Tắt luôn rồi! Gì vậy bà? Thêm cái quần đó, thêm cái quần đó! Thôi từ 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 từ! Hết quần rồi! Cái gì vậy trời? Má ở trong đây luôn quá trời! Hết quần rồi! Lấy nó quần kìa em! Má! Lấy quần anh lên trả kìa! Trời ơi! Nãy chạy đó đi! Gì chạy chưa thôi? Hả? Thôi quần không vừa. Cái mặt của quần của anh mà sao không vừa. Thôi quần rách rồi. Quần rách rồi, hết quần rồi. Cái mặt đại đi, cứ đau đâu mà sợ.
tao ga luôn mày. Da này là da đó. Ngày nãy tôi đi kiếm quần luôn rồi đó dạ. Cái quần nãy đưa người đâu ăn mặn. Chạy, quần nãy đưa người đâu ăn mặn. Quần đó dắt ở đi ra cái miếng rồi. Bà hát là chạy. Nè nè nè. Ôi ơi. Nè ừ. Dạ. Mày coi nè. Ờ dạ, quần quái tôi đeo nè. Mày coi đi. Mày coi đi. Mày dơ quá dạ ơi. Mở cái tay, mở cái tay. Mở cái tay ơi. Tới đây. Nghe nè. Rồi xong. Tay đi kích. Rồi. Ủa mày bị gì đâu. Dơ quá. Gì đâu, thử ra cái gì vậy. Không. Có gì đâu. Thấy rồi, có gì đâu quá, có gì đâu. Người ta đâu. Có gì đâu. Cái gì vậy? Dạ, cái gì vậy? Từ từ. Con này đánh chú mày. Tao đừng đâu mày ăn thằng bao nhiêu tao. Kê. Cái lo mà. Ừ. Lo mà. Nhớ mấy cơm áo với chân vậy. Tiêu Khánh hay địch dữ không? Con mà Thánh mà địch dữ lắm. Nói cho nó bay. Nó mất nết cái thằng luôn. Nói cho nó đặt phòng lo á. Ai đã đặt phòng lo hả? Chứ gì nữa. Chết mẹ đánh cái phát khùng. Em để lời không che luôn, đăng YouTube luôn nè. Ôi khùng á. Chứ gì nữa. Ôi khùng quá. Người ta chặn không vậy? Mày cũng tâm nào luôn. Còn mới tóc thì vô ăn biết gì đâu. Nó nhét lo trong toilet. Dơ cha chú ở đây mày. Mày chỉ dơ quá mày. Nhìn mày dơ quá. Mày bá dơ chỗ đen mày cũng dơ. Mày bá dơ quá. Đen chơi rồi. Uống bá dơ. Mày bá dơ quá. Đen cũng dơ. Đen bá dơ. Tự nhiên cho nó cái bị chữ. Ủa làm sao trời? Ê! Tụi bay! Làm gì tao? Làm gì tao? Chữ đèn cơm, chơi chữ đó kêu chữ dơ. Dơ dơ vậy tao cho nó bày bộ mày chữ tao. Mày là biết dơ rồi. Ờ. Mày dơ kìa. Mày dơ. Mày dơ. Anh biết là cái màn trâu này phải cực khổ bao nhiêu không? Ở gì? Nấp trong toilet một tiếng mấy đồng hồ. Tự thử chứ cái gì đâu, tiếng đồng hồ. Ở chứ mình hồ cấp sáng anh chắc anh nít xỉu hả? Ờ. Rồi đi toilet có nửa tiếng đồng hồ. Rồi thường là 8:30 mình thức kêu nó, kêu anh em mình đi phát cầu thủ luôn mọi người. 7:30 nó thức. Nó bay vô toilet nó ngồi, anh em mình ngồi xe kem ngồi đợi nó, xếp hàng ngồi đợi nó toilet á. Nó ỉa cái tiếng đồng hồ á. Nó ỉa cây. Nó được còn bố kích mà. Ừ, còn chỗ ta đang ăn rồi, nó đúng mới dư. Ờ, nhìn của mày là biết chó dơ rồi. Khỏi kệ. Kệ, mình cũng cho anh được rồi. Mấy nay anh xích cây mặt ở sau, không xích đường cổ anh luôn. Cho nó trắng hơn. Mấy thằng này nói chuyện tự gái dữ vậy trời. Để trắng mặt chi gì, để đèn cổ nè, đang buông luôn. Ờ, tội nghiệp nó mày. Tao cũng bị nắm nắm mày chửi gì tội nghiệp nó. Thôi mày, anh giả mà mặt anh trắng lên cái cổ đen nó kỳ lắm. Này, cổ đen anh thiệt. Để, anh lớn nữa nha. Thôi để.
sáng giờ hả mình thôi chứ hồi lấy keo đem đi thực hiện rồi người hôm nay nó bệnh công việc nó ở nhà về cái ăn uống mình mới đắp kèm hôi xong rồi bây giờ ăn uống cái nào nó chơi mình vậy đó nó bệnh bây giờ á nó đúng bây giờ luôn vậy mà giờ nó già cổ cái cổ nám này cái chuyện này hồi khóc vợ được nên tâm sự gì cái này cũng mặc áo luôn nào mẹ thôi từ anh nha, cổ mày đen nha. Khi cho người ta chi. Cô quan tâm không có ai bằng áo. Bây giờ hay để đấy. Ok mọi người thì mình cũng hoàn thành được cái clip cho của mình rồi mọi người đúng không? Hoàn đi, hoàn clip cho. Kệ, ai nói gì thôi kệ mọi người đúng không? Kệ đi mọi người. Hoàn thành clip cho khi ngủ anh. Vậy? Đi ra đi học trước đi anh. Ngoài này thì ngủ anh trời thì dở nãy mình đá chi nhanh anh cái anh có cơ hiện vật luôn hiện vật nha ở trời bẹp cái mặt bây giờ đội cái mặt bây giờ ở cái trong đấy nè 18 đây ok mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người mọi người thấy video này hay hài hước bấm like cho mình đi mọi người này cái lo nè chả lo nè để đi mày trả lời mọi người nha thiệt mình nói thiệt bữa nay cái thù này mình nhớ mình nói là mình phải trả cái thù này mọi người cay chửi mình đúng không bữa nào mình cho nó dơ hết nguyên đám mọi người chào tạm biệt mọi người nha bye bye.